anh cầm, bây giờ anh bỏ điện thoại anh cho anh xem nhá. Tên là gì? Khoa anh ạ. Khoa ở đâu? Khoa người cũng ở Lục Yên, à ở Yên Bái em. Mày gọi điện nói mà. Dạ. Nó vào đây không? Có. Gọi luôn cho nó đi. Chờ mày đi gym nhưng mà tao không thấy mày đi gym mà mày đi bộ ra. Em có mà, em hay bạn em đưa em đi là. Hay là vợ tao gọi mày trước rồi? Dạ không ạ. Gọi nó đi. Điều mày sống ở đây đúng không? Dạ.
Xe mà đây là chụp lên theo tôi nha. Thanh niên mặt đỏ rồi. Xong rồi.